Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của ChuSmart. Vậy là chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón ngày Tết âm lịch, ngày Tết lớn nhất trong năm rồi. Vậy thì không biết các bạn đã kiếm một cái avatar hay những cái bức ảnh để thay đón vào dịp năm mới này chưa? Còn bản thân mình thì mình đang chế một bức ảnh nhìn khá độc ở đây rồi. Đó, các bạn có thể ở đây. Đấy, 1 triệu vẫn còn đòi gấp đôi nhá. Vậy nếu như các bạn muốn có một bức ảnh giống như mình ở đây thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết nhá. Và chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Và đầu tiên thì chúng ta cần có một cái app để có thể chỉnh sửa ảnh ở đây. Cái app mang tên là PixArt. Thì cái app này hiện tại đang miễn phí trên hai kho ứng dụng là App Store và Play Store. Thì cách tải như thế nào mình sẽ không nói lại nữa. Và sau khi tải về rồi thì các bạn hãy truy cập cho mình cái link mình để phần mô tả. Thì cái link ở phần mô tả đó mình có để rất là nhiều stock những cái bức ảnh như thế này ở đây. Đó, để các bạn có thể lựa chọn và ghép ảnh. Thì sau khi các bạn đã tải bức ảnh các bạn muốn về rồi thì chúng ta cần có cái ảnh mà chúng ta muốn ghép vào nữa. Thì các bạn có thể tự selfie và tự chụp nhé. Thì sau khi chúng ta có hết công cụ rồi, chúng ta hãy mở cho mình app PixArt lên. Đây, thì khi này các bạn hãy bấm cho mình cái dấu cộng ở đây nhé, để chúng ta tạo một cái project mới để chúng ta ghép ảnh. Thì khi này chúng ta bấm vào cho mình cái phần tất cả ảnh ở đây. Và khi nào chúng ta sẽ chọn một cái stock mà chúng ta đã tải về ban nãy. Thì ở đây mình sẽ chọn cái stock nào nhỉ? Đây đi. Đó, tắt quảng cáo đi nhá. Bạn nào mà có quảng cáo nhiều quá chúng ta có thể tắt wifi đi cũng được. Thì khi này chúng ta cần ghép cái ảnh chúng ta muốn ghép vào. Thì các bạn hãy kéo cho mình sang và chọn vào phần thêm ảnh. Đó, khi này các bạn hãy chọn bức ảnh mà các bạn muốn ghép. Đây, các bạn có thể thấy đây là bức ảnh khuôn mặt của mình. Đấy, nhìn vô cùng bựa, hơi xấu một tí các bạn đừng chê nhá. Thì các bạn hãy kéo bức ảnh to ra một chút. Và các bạn hãy chọn cho mình phần cắt xén ở đây. Thì khi này chúng ta hãy chỉnh làm sao cho bức ảnh nó không bị nhiều chi tiết thừa quá. Mình sẽ chỉnh làm sao cho nó vừa vừa đây nhá. Đấy, chúng ta chỉnh cho nó vừa vào trong khuôn mặt của chúng ta, nó đỡ bị cắt xén nhiều chi tiết thừa. Đấy, các bạn bấm V hoàn thành. Thì khi này các bạn muốn tẩy những chi tiết thừa nữa thì chúng ta hãy bấm cho mình cái tẩy ở đây nhá. Và các bạn hãy chọn cho mình cái phần tẩy để chúng ta tự tẩy, hoặc chúng ta chọn cho mình phần AI ở đây. Thì khi này ứng dụng sẽ giúp chúng ta tự tẩy những cái phần thừa. Các bạn chờ một lúc nhá, tốc độ nhanh hay chậm là do máy của các bạn thôi. Đó, các bạn có thể dùng tẩy để tẩy tiếp cái áo của chúng ta đi. Nếu như các bạn nào mà cảm thấy tẩy chúng ta nó hơi mờ ấy thì các bạn có thể sử dụng công cụ tẩy ở đây. Và chúng ta kéo độ cứng lên khoảng 80-85% để cho bức ảnh chúng ta khi tẩy nó sẽ không bị mờ. Đó, mình sẽ kéo nó khoảng 85 đi. Mình sẽ tẩy làm sao cho nó phù hợp nhất, khớp với khuôn mặt nhất nhá. Đó, ở đây mình đã tẩy xong khuôn mặt mình rồi. Thì khi này các bạn bấm cho mình cái V ở đây. Và các bạn kéo chỉnh sửa làm sao cho bức ảnh của các bạn nó khớp với cả cái khung người nhá. Đấy, nhìn vô cùng điệu đà và nữ tính. Đấy, chuẩn chưa? Các bạn cần phải chưa chuẩn nữa mà mặt hơi gầy hay béo thì bạn có thể kéo ngang kéo dọc ở đây. Mình thì hơi gầy, mình sẽ kéo cho to to một tí đi cho nó đẹp. Đấy, mình sẽ kéo xoay tắc chỉnh ra. Úi giời, quá là duyên dáng. Thì khi này các bạn bấm cho mình V này. Đó, các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều phần trống. Các bạn muốn thêm text, thêm chữ, thêm bức ảnh gì đó thì các bạn có thể thêm. Như ở đây mình sẽ thêm phần chữ đi. Đó, mình sẽ thêm phần chữ Happy New Year. Chúc mừng năm mới 2019. Happy New Year. Đây, sau khi các bạn có thể thêm chữ xong thì các bạn có thể kéo sang trái, sang phải để chúng ta chỉnh phông chữ này, hoặc chúng ta có thể chọn màu sắc chữ làm sao cho nó nổi bật nhất nhá. Đó, mình cảm thấy công cụ khá đẹp và khá nổi bật rồi. Khá nổi. Đấy. Mình sẽ kéo sang góc bên này và mình căn chỉnh cho nó làm sao nó vừa vừa một tí. Đấy, các bạn nào mà có thể sáng tạo hơn, các bạn có thể ghép thêm nhiều ảnh như là đàn con ở sau như này, hay là mình chôn bạn bè cũng khá là vui. Thì sau đó chúng ta bấm cho mình dấu cộng ở đây, dấu V ở đây để hoàn thành nhá. Và các bạn bấm cho mình phần sang. Đó, khi này chúng ta có thể lưu lại hoặc chúng ta có thể đăng lên Facebook chẳng hạn. Thì mình sẽ lưu lại đi. Bấm xong và mình sẽ vào thư viện để kiểm tra nhá. Đây, đây bức ảnh mình đã chỉnh sửa xong. Đấy, nhìn vô cùng duyên dáng và điệu đà đúng không nào. Khi này mình chỉ việc mở Facebook lên và đăng tải lên làm avatar thôi. Đây, mình đã chỉnh sửa thêm một số bức ảnh khác như là khá đông mà. Đấy,
cháo lớn rồi các thứ. Vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ tới các bạn cách làm sao để chúng ta có thể tự ghép khuôn mặt chúng ta vào trong những bức ảnh có sẵn như thế này để ăn Tết nhá. Nếu bạn nào mà có bức ảnh nào hay hơn và độc đáo hơn thì hãy comment xuống bên dưới để mình cũng như mọi người cùng tham khảo nhá. Còn nếu bạn thích video của mình thì tiếc một lượt chia sẻ, một lượt thích để ủng hộ kênh Choose Smart nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.